Hello chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một bộ phim kể về một anh bảo vệ sau khi bị nhà khoa học tiêm huyết thanh nhân bản vô tính thì biến thành người sắt đến cả đạn cũng không xuyên thủng được, có tên là Superman. Câu chuyện bắt đầu, đây là một thế giới có siêu năng lực, ở xung quanh chúng ta thực chất ẩn giấu rất nhiều người có siêu năng lực. Ví dụ như có vài người bề ngoài nhìn như là một công nhân vệ sinh nhưng thực ra có thể kéo dài tay cứu được đứa bé rơi từ trên trời xuống, còn có thể dùng thiết bị đặc biệt để xóa sạch hết ký ức của những người đứng hóng chuyện. Có ông chủ quán thịt xiên nướng gặp phải thực khách liên hồi đành phải dùng bàn tay để tăng thêm lửa, có cô vũ nữ còn biết phóng điện để giúp cho quý ông không biết nhảy nhót một cách nhiệt tình, có anh bảo vệ nhìn có vẻ rất gầy yếu nhưng lại có thể dùng một tay nhấc bổng chiếc xe hơi. Gần đây một nhóm thế lực ngầm quốc tế lại đang dục dịch hành động, ba người mặc áo đen kiểm tra phát hiện đây là nắp cống chính tông sản xuất năm 2015, không thể dùng phương pháp thông thường để trộm đi được, chỉ có thể dùng bom để kích nổ. Chính vào lúc hai người có siêu năng lực định ra tay thì một thanh niên bỗng dưng xông ra, từ trong miệng bắn ra một loại keo đặc biệt dính dưới đất chó liếm không ra. Thấy anh sắp không chống cự nổi nữa rồi, bốn người mới ra tay giúp đỡ, đánh cho ba người kia tơi bời hoa lá. Ông cục trưởng gội đầu không cần dùng dầu gội này mở con mắt bằng hợp kim titan ra, miệng đọc liên hồi câu thần chú tao là bố mày là tao, để thôi miên người mặc áo đen này. Đối phương đã lập tức phun ra bí mật thế lực ngầm thu mua nắp cống với giá cao. Người trong văn phòng của cục trưởng ai nấy đều có siêu năng lực, mở nắp chai bằng tia hồng ngoại, trang điểm giữa không trung, đi xuyên tường, mỗi người đều có một năng lực riêng. Anh chàng này là người mới của văn phòng, siêu năng lực của anh chính là phóng ra chất keo đặc biệt dính chặt lấy kẻ địch. Cục trưởng định giao một nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến cả thành phố cho anh, đó chính là trở thành một shipper, bởi vì anh bẩm sinh có khung xương kỳ lạ. Công việc một ngày của shipper anh chỉ cần nửa tiếng là đã hoàn thành xong rồi. Thang máy bị hỏng, anh trèo luôn tường để lên, làm cho bà thím này sợ ngất CMNL. Nếu không phải là cục trưởng giúp đỡ xóa đi ký ức thì siêu năng lực của nam chính đã bị bại lộ rồi. Hôm đó nam chính đến nhà đóng gói hàng chuyển phát nhanh, nữ chính Tiểu Nhã đang livestream óng ẹo vài câu là netizen đã lập tức tặng cho cô một chiếc du thuyền rồi. Nam chính buồn tẻ muốn đi vệ sinh, thứ mà anh tè ra không phải nước tiểu mà là keo, con dán ở góc tường chỉ ra ngoài để dạo mát chứ không hề có ác ý gì, nhưng lại làm cho anh sợ đến luống cuống tay chân, keo dính vào quần lót kéo mãi không ra. Sau khi Tiểu Nhã nhìn thấy cảnh này liền nghĩ anh là đồ biến thái, đúng là càng giải thích càng rối rắm. Nam chính đành phải bỏ chạy khỏi đó. Siêu năng lực của nam chính là từ đâu ra? Thì ra lúc nhỏ anh đã ăn nhầm phải keo chất lượng kém, vô tình làm thay đổi kết cấu tiêu hóa, dẫn đến việc mỗi một chất lỏng được thải ra khỏi cơ thể anh đều là keo, có lúc đến cả bản thân anh cũng không thể khống chế được. Cục trưởng quyết định làm một cuộc phẫu thuật ngoại khoa nhỏ cho anh, để chất keo chỉ có một lối ra duy nhất. Đối với người có siêu năng lực mà nói thì phẫu thuật có kinh khủng cỡ nào thì cũng chỉ cần một động tác đơn giản thô bạo mà thôi. Lối ra duy nhất của chất keo được làm ở trên bàn tay, nam chính đặt cho mình cái tên là Superman. Trải qua vài lần huấn luyện, Superman đã trở nên gần giống với Spider-Man. Có một lần đi ship hàng, Superman vô tình phát hiện cô Tiểu Nhã kia không những xinh đẹp mà còn giàu có nữa. Bố của cô là ông chủ của một công ty công nghệ sinh học, còn cô chỉ cần livestream mỗi ngày là được. Tiến sĩ tạ ác của công ty công nghệ sinh học vẫn đang nghiên cứu kỹ thuật nhân bản vô tính thực vật, chỉ cần tiêm cho quả cam mọng nước này một mũi là có thể nhân bản ra quả thứ hai rồi. Tiến sĩ còn muốn dùng kỹ thuật này để nhân bản vô tính con người, đến lúc đó chắc chắn là công ty có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng ông chủ lại kịch liệt phản đối, bởi vì nhân bản vô tính con người là phạm pháp. Tiến sĩ bề ngoài thì đồng ý với ông chủ sẽ tiêu hủy tất cả, nhưng phía sau lại âm thầm làm thí nghiệm trên chuột bạch, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đem đến tai nạn diệt vong cho thế giới tươi đẹp này. Trong lúc này cục trưởng đã đưa bốn thành viên cốt cán của đội siêu năng lực đi trừ gian diệt ác. Sau khi cô gái này phóng điện đánh ngã tên người xấu thì Superman đã lập tức bắn keo dính hắn xuống đất. Tên người xấu mà anh người lửa không xử lý được, Superman có thể dùng keo để cố định hắn lại. Anh bảo vệ là một người tàn nhẫn, làm tên người xấu ngã ra đất chỉ với một đấm. Superman nhanh chóng dùng keo kéo tên người xấu qua, nhìn xem nền xi măng này thảm quá. Đêm hôm đó Tiểu Nhã một mình vừa đi vừa livestream trên đường, tên người xấu muốn có được cô nên đã bắt cô đến một tòa nhà bỏ hoang. Superman vội vã chạy đến đây dùng keo để dính chặt tên người xấu kia lại, muốn thoát là điều không thể. Tên người xấu cố ý đẩy Tiểu Nhã xuống lầu, Superman như được người nhện nhập vào ôm lấy chiếc eo thon của Tiểu Nhã. Các cô gái không thể phản kháng lại được với màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Tiểu Nhã đã phải lòng Superman, nếu không phải là cục trưởng kịp thời chạy đến xóa đi ký ức thì Tiểu Nhã sớm đã sinh con với Superman rồi. Nhưng không thể ngờ được rằng Tiểu Nhã vẫn chưa tắt livestream nên đã quay lại hết tất cả những sự việc xảy ra lúc vừa rồi. Superman biến thành siêu anh hùng chỉ trong một đêm, những cô gái lớn tuổi độc thân tranh giành nhau muốn gả cho anh, những người phụ nữ đã có gia đình thì ly hôn với chồng vì anh, bác bảo vệ biết được đại danh của anh, ca sĩ đường phố sáng tác bài hát cho anh. Mấy ngày sau Superman đã nhận quay quảng cáo cùng làm huấn luyện viên với ngôi sao đang hot, đi đến đâu cũng có nhà báo phỏng vấn. Ba người có siêu năng lực khác gần như sụp đổ, rõ ràng là họ vào nghề
sớm hơn Superman, nhưng tại sao người được nổi tiếng lại là anh chứ? Anh bảo vệ trong lúc tức giận đã đập nát chiếc bàn. Họ không biết được nỗi khổ khi trở thành ngôi sao là như thế nào. Có một anh mập vì muốn bú phêm nên đã cố bám lấy Superman, cho dù là đấm anh ta một cái cũng được. Có cặp tình nhân cãi nhau trên phố chỉ để ăn vạ Superman, nói rằng anh đã đâm ngã bạn gái, phải đền bù 140 triệu tiện thể hot một phen. Anh bảo vệ cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa, xông vào đánh nhau với Superman. Anh ta luôn miệng nói rằng phải thanh lý môn hộ, chưa bao giờ gặp một siêu anh hùng mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Thực chất là do không chịu được Superman nổi tiếng hơn anh ta, Tiểu Nhã cũng xông vào góp vui, đúng lúc đẩy hai người đàn ông đâm vào nhau. Trong bộ não bé nhỏ của cô có một dấu chấm hỏi to đùng. Superman vội vã biến lại thành anh chàng Super, giải thích với Tiểu Nhã rằng anh đã từng tỏ tình với Superman nhưng đã bị từ chối. Tiểu Nhã không ngờ rằng anh Super cũng yêu đến đau khổ như mình vậy. Mặt khác, có người đã report với ông chủ công ty công nghệ sinh học rằng tiến sĩ vẫn đang làm thí nghiệm nhân bản vô tính, nhưng người report đã bị tiến sĩ khống chế, định làm thí nghiệm trên người anh ta. Kết quả là vừa mới tiêm vào thì bị nổ tung. Con gái của ông chủ là Tiểu Nhã cũng bị bắt đến đây. Vào giờ phút nguy cấp, Superman đã chạy đến, bắt đầu màn biểu diễn solo của mình. Dựa vào sức mạnh thần bí của nhân vật chính, bảo vệ hai bố con Tiểu Nhã trốn đến nơi an toàn. Ba người có siêu năng lực còn lại sau đó cũng chạy đến đây. Tất cả tài liệu thí nghiệm đều bị cô gái này phóng điện phá hủy hết. Những tên người xấu khác đều bị nướng trên mặt đất. Anh bảo vệ đuổi kịp tiến sĩ, nhưng lại bị tiến sĩ tiêm cho huyết thanh nhân bản vô tính. Anh ta vốn dĩ chỉ có một cánh tay bằng sắt, nhưng dưới sự ảnh hưởng của huyết thanh, cả người anh ta đều biến thành kết cấu sắt, biến thành người sắt thực sự. Đến cả tính khí cũng trở nên khó ở hơn. Anh tài xế đi ngang qua không biết là mình đang đối mặt với thứ gì. Tôi ra khỏi xe rồi nhấc lên cao. Bốn người có siêu năng lực đã chạy đến đây. Chưa đến 3 giây, người sắt đã đánh ngã bọn họ xuống đất. Cục trưởng xông lên định dùng câu thần chú bố mày là tao, bố tao là mày để thôi miên hắn. Ai ngờ đối phương không nhận họ hàng mà nói một câu bố thì cũng đánh. Superman xông lên tiếp tục chiến đấu nhưng lại bị đấm mấy phát ngã lăn ra đất. Tiểu Nhã vác súng đến giúp đỡ, kẻ địch ném chiếc cửa xe về phía cô. Superman vội vã bắn keo kéo cô qua. Tiểu Nhã cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt thật của Superman. Đã là lúc nào rồi? Superman bắn keo dính chân kẻ địch xuống đất, sau đó tiếp tục phát cơm chó cho người xem. Tiểu Nhã nói, thì ra anh chính là Superman, tại sao lại không nói sớm chứ? Superman nói, anh sợ em nghĩ anh chỉ biết chém gió. Suy cho cùng thì trong mắt em anh ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì cả. Tiểu Nhã nói, sao có thể như vậy được chứ? Em cũng thấy anh đẹp trai mà, anh còn đáng yêu hơn ngôi sao lớn ý. Kẻ địch từng bước tiến lại gần, phải làm sao đây? Đã từng có một nhóm các Avenger chiến đấu một mình nhưng đều thất bại, vì thế họ đã hợp thành The Avenger, từ đó trở thành đội quân đánh đâu thắng đó. Cục trưởng nhận được gợi ý, đem tất cả siêu năng lực truyền cho Superman. Cuối cùng anh dùng một chiêu keo siêu năng điện quang hỏa thạch làm tan chảy sắt trên người anh bảo vệ, khiến anh ta biến lại về xác thịt bình thường. Superman lại xông lên cho anh ta một cú đấm, cuối cùng anh bảo vệ cũng hồi phục lại lý trí. Cuối bộ phim, tên tiến sĩ tà ác kia vẫn chưa chết, hắn đã tìm đến cô gái phóng điện, bắt đầu một âm mưu mới. Bộ phim Trung Quốc này có tên là Superman, kể về một anh chàng shipper vì ăn nhầm keo chất lượng kém mà có được siêu năng lực. Câu chuyện cũng nói với chúng ta rằng không nên ăn những đồ chất lượng kém. Hẹn gặp lại ở video sau nhé, bye bye.